Thưa quý vị, vào sáng ngày hôm qua 23 tháng 11 tại thành phố Vĩnh Long, Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Vĩnh Long đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Thủ tướng Võ Văn Kiệt, người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc trọn đời vì nước vì dân, 23 tháng 11 năm 1922, 23 tháng 11 năm 2022. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì buổi lễ này. Dạ vâng, thưa quý vị, và trong cuộc đời của mình thì cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt cũng đã có rất nhiều những dấu ấn quan trọng trong công cuộc đổi mới đất nước. Rất nhiều người đã gọi ông bằng những cái tên ví dụ như là bí thư xé rào hay là kiến trúc sư của đổi mới. Ông cũng được tôn vinh là người phá băng trong chính sách đối ngoại, đưa đất nước Việt Nam từng bước mở cửa hội nhập quốc tế. Tất cả những dấu ấn này sẽ được chúng tôi truyền tải chân thực trong phóng sự ngay sau đây. Đọc diễn văn tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã xúc động ôn lại cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt. Thủ tướng khẳng định cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt là hiện thân tiêu biểu của người chiến sĩ cách mạng kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc, trọn đời vì nước, vì dân. Với phong cách làm việc dân chủ, sâu sát, lý luận gắn liền với thực tiễn, nói đi đôi với làm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, Thủ tướng Võ Văn Kiệt đã góp phần quan trọng vào việc động viên các tầng lớp nhân dân tích cực thực hiện đường lối đổi mới của Đảng. Đối với ông, đổi mới là sáng tạo, là biết khai thác, phát huy thế mạnh của đất nước, dân tộc, lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam, là vượt qua những tư duy cũ kỹ, lạc hậu và phong cách lãnh đạo quan liêu để hoàn thành thắng lợi mục tiêu cách mạng. Kỷ niệm 100 năm ngày sinh của đồng chí Võ Văn Kiệt, chúng ta thành kính tưởng nhớ và tri ân một người cộng sản kiên trung, nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng, nhà nước và nhân dân ta, trọn đời cống hiến hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Cuộc đời đồng chí là tấm gương sáng để đồng bào, cán bộ, chiến sĩ cả nước yêu quý, kính trọng và mãi mãi noi theo. Nhớ về đồng chí Võ Văn Kiệt, chúng ta nguyện học tập và làm theo gương và phong cách đạo đức của đồng chí, nêu cao tinh thần chủ động, sáng tạo, nói đi đôi với làm, gắn lý luận với thực tiễn của cuộc sống, đặt lợi ích của nhân dân, của Tổ quốc lên trên hết, trước hết. Tại lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đề nghị trong giai đoạn cách mạng mới, toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, nhất là thế hệ trẻ, hãy ra sức học tập, noi gương đồng chí Võ Văn Kiệt và các vị cách mạng tiền bối, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, tinh thần tự lực, tự cường, chủ động, linh hoạt, sáng tạo, phấn đấu xây dựng thành công một nước Việt Nam phồn vinh, hạnh phúc, hùng cường. Bác Võ Văn Kiệt đã từng nhắn nhủ, vinh dự thuộc về những người tuổi trẻ, sớm nhận ra mình, dám lên đường, thắng mọi khó khăn gian khổ, cống hiến nhiều nhất cho Tổ quốc. Chúng cháu nguyện sẽ luôn đi đầu trong học tập, noi theo Bác ở tinh thần tự học, hăng say trong lao động, sáng tạo để làm chủ khoa học công nghệ, chuyển đổi số, với khát vọng cháy bỏng là góp phần đưa đất nước ta tiến nhanh, tiến mạnh, tiến vững chắc. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Vĩnh Long xin nguyện học tập và noi theo tấm gương đạo đức của Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt, tăng cường đoàn kết thống nhất trong Đảng, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ kinh tế, xã hội đã đề ra, quyết tâm xây dựng Vĩnh Long ngày càng giàu đẹp. Trước khi dự lễ kỷ niệm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và các đại biểu đã dự lễ khánh thành cầu Cái Cam thuộc dự án xây dựng đường Võ Văn Kiệt, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long, công trình chào mừng kỷ niệm 100 năm ngày sinh Thủ tướng Chính phủ Võ Văn Kiệt.